bước vào khu vực thi đấu với những màn bắt tay thủ tục. Và đây là phần sổ băng giành quyền phá. Đúng như vậy là ở ván thi đấu đầu tiên, Cô Pi Chung là người giành được quyền phá bi. Đây là một năm thi đấu cực kỳ thành công của Cô Pi Chung. Phong độ cao cùng với đó là phải nói thực sự là anh quá mạnh. Ồ, như vậy là Jeffrey Ignacio là nằm trong A Plus Pro Team. Và ngoài ra thì anh còn được tài trợ bởi nhãn hàng Cơ Fury nữa. Nào đây, cú phá bi đầu tiên của Cô Pi Chung. Không biết là phần hình ảnh thì nó đã hiển thị rồi, không biết là tiếng của bình luận viên của tôi thì nó đã rõ ràng chưa? Các bạn thể comment cho tôi biết được không? Và cú phá bi đầu tiên đã được thực hiện. Con bi số 1 đã được đưa vào lỗ giữa như sách giáo khoa. Con bi số 2 đang nằm ở trước cửa lỗ rồi. Và hoàn toàn có đường cho con bi cái nhìn trực tiếp đến con bi thứ 2. Đến con bi số 2. Thực sự là với cái nhận định cá nhân của tôi thì tôi cảm nhận là Jeffrey Ignacio cái khả năng thua nó hơi bị cao ở trong trận đấu này. Thứ nhất là Cô Pi Chung rất mạnh. Thứ hai là anh ấy vừa trải qua một cái trận đấu cực kỳ căng thẳng với Đô Đông cách đây cũng chưa lâu đâu các bạn ạ. Vừa mới thôi. Thế cho nên là tôi cảm nhận sẽ có một cái kết quả không tốt cho Jeffrey. Rồi đánh bi số 3 tốt ra bi số 4. Hình bi trên bàn thì miễn được rồi anh em ạ. Phía bên ngoài đánh đền thì chắc là miễn được rồi. À, phía bên ngoài thì có lẽ nếu mà chúng ta đánh giao lưu bình thường thì có lẽ là miễn được rồi. Nào, một cú đẩy hai băng hay một cú đẩy cú lê đây. Vâng, như vậy vẫn là một cú đánh hai băng để kiểm soát con bi chủ ở khu vực giữa bàn. Và chúng ta cùng xem là cái lời nguyền bình luận viên liệu nó có thành hiện thực hay không. Là đẩy cu lê để ra 7 lỗ góc hay 7 lỗ giữa đây. Vâng, với lực thế này thì là 7 lỗ góc rồi. Vâng, quá chỉ chu các bạn ạ. Cái nhịp đánh của Cô Pi Chung, cái nhịp đánh của Cô Pi Chung nó thực sự rất là đều.
Vâng, và như vậy là 1-0. 1-0 dành cho Kopichung trong ván thi đấu đầu tiên này. Anh sổ băng thắng, giành được quyền phá trong ván thi đấu đầu tiên và sau đó thì phá và đi hết luôn. Khán giả đặt cho Kopichung một cái tên cũng khá ok đấy, mình cũng khá đồng ý, đó là Dũng Sĩ Việt Phi. Đúng. Cả hai tay cơ góp mặt ở trong trận chung kết này đều là hai tay cơ thuộc hai cường quốc về bia tại khu vực châu Á, Philippines hay là Đài Loan thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Ôi bị cái, vâng, và cơ hội đến với Jeffrey Ignacio. Một cú phá chết cái đến từ Kopichung. Anh em đợi một tí sẽ có ringer cho anh em nhé. Cứ 3 ván thì ringer sẽ xuất hiện một lần. Và quan trọng là anh em có nắm bắt được khoảnh khắc hay không mà thôi. Nào để xem ván bài này có tình huống gì không. Tôi cảm nhận là không các bạn ạ. Vâng, lấy được má dưới cho con bi số 3. Tình huống này chỉ cần ủn nhẹ vừa lực con bi số 3 vào lỗ giữa thôi là ra được con bi số 4 rồi. Còn nếu mà hình nó hơi bị méo quá thì có thể đẩy cu lê một băng, không vấn đề gì. Vâng, như vậy là vẫn đủ cái má để chỉ đơn giản là đẩy nhẹ thôi. Bị cái lăn lên ra bi số 4 khá đẹp. Cú này có lẽ là sẽ đánh 2 băng thôi. Ra còn bi số 5. Thiếu lực một tí. Và Ignacio cũng đã buông thõng vai để tỏ cái vẻ là không hài lòng với cú bắn vừa rồi của mình. Rồi, vâng, một cú nhấn tốt kèm theo đó là phê phạt. Rất hay. Con bi này rút ra là rất tai nạn đây này. Vâng, có lẽ sẽ là một tình huống cúp các bạn ạ. Một tình huống cúp 3 băng để điều 8 vào lỗ giữa bên tay trái. Ôi, may đấy ạ. Tình huống vừa rồi đánh 1 băng ra va đầu 9, may đấy ạ. Tình huống vừa rồi mà va vào cái mặt đuôi của con 9 với con bi số 8 thì thôi rồi. Rất may là vẫn còn đường để ăn con 8 vào lỗ giữa. Ồ, bi số 9 này hơi méo một tí nhưng mà không sao. Mình tin là Jeffrey có thể quân bình tỷ số sau khi ăn con bi 9 này. Con bi 9 này
dễ chắc chắn không phải là dễ rồi. Nhưng mà mình tin là tay cơ người Phi có thể làm được. Ok, một đều. Tận dụng rất tốt cái cơ hội được đàn bi của mình sau cú phá chết cái của Kobe Chung. Và ngay lập tức Jeffrey Ignacio đã đi hết được cái hình bi vừa rồi. Một khởi đầu cân bằng trong hai ván thi đấu đầu tiên này. Bidina với cả Aramis thì bộ nào ngon hơn? Thì Aramis thì chắc chắn là chúng ta biết là tốt rồi. Còn cái bộ bóng Dina này, nhất là cái phân khúc cao cấp nhất này, Palladium, thì chất lượng của mình trải nghiệm mình cũng thấy rất là ok. Hoàn toàn có thể đầu tư để chơi được. Shane Van Boning thì khi mà anh ấy tập với cái bàn ở nhà của anh ấy thì anh ấy cũng sử dụng cái bộ bi này để tập. Tất nhiên là anh ấy có hợp đồng quảng cáo nữa. Nào, như vậy là một cú phá không ăn được bi nào. Một bạn khán giả có hỏi rằng là mắt phải của Kobe Chung bị lag à? Thì cái này mình chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân nhé. Là tất cả những người chơi bia hay thì nếu mà bạn nhìn thẳng vào mắt của người ta ấy, thì sẽ có một bên nó hơi bị hấp háy một tí. Cái này mình để ý rất nhiều người các bạn ạ. Kiểu gì cũng sẽ bị hấp háy một tí. Vâng, một cú gót tốt của Kobe Chung. Quá hay. Thế này cũng đã là tốt rồi. Đẹp hơn nữa thì là con bi số 1 chạy vào sau đầu con bi số 9. Nhưng mà cú gót vừa rồi thì đảm bảo được cái việc là Jeffrey Ignacio sẽ không thể ăn trực tiếp được con bi số 1. Cái bộ Bidina này nó sẽ có 3 phân khúc. Một là tungsten, thứ hai là rhodium và thứ ba là palladium. Và như vậy một cân trong công có thủ đến từ Jeffrey. Đến lúc này thì nói thực sự các bạn là cực kỳ cần một góc cam trần để chúng ta xem được cái sự tình của ván bàn. Mà họ vừa rồi cho chúng ta một góc cam lia. Một cú thủ tạm ổn. Con bi này thì phải A băng rồi. Bắt buộc phải A băng. Đây mới là giai đoạn khởi đầu của trận đấu rồi. Một trận đấu chạm 11 sẽ rất là dài nếu như mà những cái diễn biến nó giằng co như cái ván đấu thứ 3 này. Ôi trời ơi, hay chưa kìa. Quá hay các bạn ạ. Quá hay.
Quả bí số 1 đó hoàn toàn không thể tấn công được và phương án thủ bi đã được đưa ra. Chớ tại sao giải đấu này người ta không cho chúng ta một góc cam trần nào để chúng ta xem được cái hình bi nhỉ? Ồ, như vậy là một vị khán giả đã đưa cho tôi thêm thông tin. Có cả phân khúc Titanium của bộ bóng đến từ nhãn hàng Dynasphere nữa. Vâng, và cũng rất hay. Không biết là có đường chạm 1 hay không. Kể cả có đường chạm 1 thì con này cũng sẽ không dám chém, bởi vì đường tự nhiên nó cũng sẽ không ra con đi số 2. Và việc thứ hai nữa đó là nó quá khó. Đúng rồi, giải đấu này thì phần thưởng nó khá bé. Quay trở lại với diễn biến chính của ván đấu này. Vâng, một cú thủ bi bây giờ ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là đưa con bi số 1 với cả con bi chủ mỗi con sang một bên 79 thôi. Rất tốt, hay. Thực hiện cái lực cực kỳ là chuẩn chỉnh. Giải đấu này thì cái lượng tiền thưởng nó khá nhỏ các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái cú. Vâng, với cái việc mà góc độ này sẽ là một cú A1 băng trực tiếp vào mặt con bi số 1 thôi, chứ không phải là 2 băng. Ôi, trượt mất rồi. Với cái việc mà vào ra ngọn tốc độ chậm thì cái góc bi cái sau khi va vào băng thì nó sẽ được mở rộng ra hơn so với bình thường. Và ngay lập tức đã thừa mất má để va chạm với con bi số 1. Bút bia này thì thực sự là không có kích thước lỗ tiêu chuẩn bạn ạ. Nó sẽ ở trong một khoảng. Thì chúng ta cũng có thể thấy là các bàn thi đấu nó sẽ có 10.2, nó sẽ có 10.5, 10.8, 11. Thậm chí là bàn lỗ to hơn có thể là hơn 11 một chút. Này chắc là đẩy cú lê 2 băng thôi. Vâng, cài một chút áp phê nghịch các bạn ạ. Cụ thể đây là áp phê trái để giữ lực. Ôi thôi, hỏng rồi. Hình như là hỏng rồi các bạn ạ. Trời ơi. Giữ lực bằng con bi số 6 luôn. Vâng, quá đen đủi cho Jeffrey Ignacio. Quá đen đủi. Như nào? Một tình huống quá hay đến từ Jeffrey Ignacio. Và chắc chắn rồi, phải có cả may nữa thì mới ra được con bi số 4 như vậy. Cú này có chạm băng không đây? Có chạm băng không? Ôi, như tôi đã nói quá nhiều lần rồi, thông thường là sau bát cơm sẽ là một bát gì đấy. Không biết được nữa. Không biết được nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi phải nói câu đấy rồi. Chịu chết. Và chắc chắn rồi, với quyền đặt bi ở trong tay thì khó mà bỏ qua được cái hình bi vừa rồi lắm các bạn ạ.
này không biết là rút về hay là cúp ba băng đây. Vâng, vậy là quyết định rút về. Nào để xem rút về con bi cái ra đâu, để hôm sau còn học mà đánh. À, vậy là rút về chỉ ra đấy thôi các bạn ạ. Một con bi 9 cuối cùng để 2-1. Vâng, và đã là 2-1 rồi. Chúng ta chuẩn bị có Ringer xuất hiện trên màn ảnh các bạn nhé. Rồi, tiếp tục là một cú phá được con bi số 1. Cái này thì là điều thường thấy rồi. Như vậy là tôi cảm nhận rằng cái con bi chủ vừa rồi nếu như không có con bi số 6 thì nó sẽ chạy vào lỗ các bạn ạ. Vâng, dùng 7 làm phanh tốt. Cú này rút về nhỉ. Vâng, như vậy là rút về hẳn qua khe 6-7. Nếu như mà cô Pichung chỉ như thế kia. Con này rút qua khe 6-7 được không nhỉ? Thôi chắc là rút về thôi. Một chút may mắn. Con bi số 5 này mà không còn đường thì sẽ là ghép 5-9. Còn nếu mà còn đường riêng thì tôi nghĩ là cô Bi Trung đánh hết ván bàn này cũng được. Ghép cũng được, nói chung là làm gì thì cũng hay cả. Thế bi nó ra như vậy rồi. Rồi, với cái việc đo đạc như thế này sẽ là một cú ghép 5-9 cho nó nhanh. Đã là 3-1. 3-1 rồi, rất nhanh.
Lại thêm một hình bi nữa. Ăn được con bi số 1. 2 lại ở gần con bi cái. Không biết là 5 có đường riêng hay không. Ơ à, đùa. Quả phát lại cú phá kìa. Ban tổ chức thật sự là biết trêu đùa đấy các bạn ơi. Thế mà cũng phát lại. Làm bi số 5 không biết là còn đường hay không nữa. Sau va chạm con bi số 9 thì cái đường ra con bi số 3 nó khó hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà vẫn đánh được các bạn ạ. Mấy con bi này thì trượt sao. Rồi và tiếp tục phải vẽ ra được đường con bi số 5. Khó, con bi này thực sự là rất khó các bạn ạ. Con bi này để mà điều từ 4 ra 5 thì có lẽ phải nhờ sự tư vấn của thầy Tuấn Con. Rồi và quá tốt. Xong rồi. Lại 4-1 thôi. Cú này thì đẩy một băng ra hoặc là nhấn về cũng được. Quá hay các bạn ạ. Đánh thế này thì chịu chết. 4-1. Chỉ một con bi số 5 chạy đạn hơi ngốc nghếch một tí thôi mà ngồi liên mấy ván. Xong các bạn ạ. 5-1 không nói nhiều. Đánh con bi số 2 và ghép 4-9. Xong 5-1. Đá thế này thì đỡ đi. Coi như là cho Jeffrey Ignacio cái tỷ số 4-1 này hưởng thêm một tí chút thôi. Thay vì con 9 vào thẳng lỗ luôn thì 2-4. À, đánh con 2 rồi ghép 4-9 là xong. Vâng, 5-1.
Đây rồi, cơ hội cho Jeffrey Da Silva vào sân đây rồi các bạn ơi. Sẽ phải là một cú bắn an toàn trong tình huống này. Ôi, tình huống vừa rồi thật ra là tí chết con bi số 2 đấy. Tình huống vừa rồi mà chết con bi số 2 thì nguy to. Rất may là con bi số 2 nó vẫn nằm lại trên mặt bàn và bây giờ đuôi mất rồi. Bình chung như vừa rồi định tính cái đường là bắn an toàn ra đuôi để sau đó nhảy con hai hay sao các bạn ạ. Nhưng mà xong rồi anh có một cái cú phẩy tay ở phía trên đầu, dạng kiểu là thôi thôi bỏ đi. Rất đau đầu với con bi này. Hoặc không thì có một cái phương án nữa, tôi nghĩ là đánh vào con bi số 4 đi, cho nó gần vào con bi số 8 cho nó khó hẳn. À, tôi hiểu rồi, tại sao lại phải bắn vào con bi số 5. Cơ bản là bây giờ hất con bi số 4 ra chỗ khác, mà để hở cái đường cân con bi số 2 ngược về chỗ gần con 8 kia thì con 8 nó như một cái phễu các bạn ạ. Cho nên là không đánh con bi số 4 ra ngoài. Ôi, cú đấy vào mỏng quá. Tai nạn rồi. Cú đấy vào mỏng quá. Tình huống này mà còn đường 2 thì không có gì phải bàn. Còn đường Caro với 6 thì cũng đi. Đây. Bắt đầu đo đạc rồi. Vâng, và một cú đẩy cú lê một băng nữa thôi ra ghép 39. Đó, với cái góc cam này chúng ta có thể thấy là con 3 và con 9 nó rất khuôn với nhau. Con này đẩy ra, đẩy cú lên một băng ra ghép 39 cũng được. Vâng, bắt đầu chỉ gậy để điều 3 đường riêng. Rồi, và quyết định ghép 39 luôn cho nó nhanh. Chắc là 6-1 thôi các bạn ạ. Con này tôi nghĩ là khó ra ngoài lắm. Cơ bản là nhìn nó cứ dễ. Hài da. Nghỉ. Vâng, tôi đọc khẩu hình rất tốt. Và Jeffrey Dacio có lẽ là vừa rồi bảo nghỉ tí. Và bây giờ quý vị khán giả, nếu như có câu hỏi thì hoàn toàn có thể comment để tôi có thể tương tác với các bạn. Chúng ta đang có 3.200 người xem trên nền tảng Facebook, cùng với đó là 7.500 người đang xem trên YouTube. Trận chung kết tưởng là căng thẳng nhưng cho đến giai đoạn này thì cũng chưa biết được. Giải này nhất thì chỉ có 5.000 đô thôi anh em nhé. Một giải đấu với tiền thưởng thì đánh giá là khá nhỏ. Tất nhiên là nó phù hợp với cái quy mô 64 người của nó.
các bạn ạ, giải đấu này thì không có anh Tuấn Con, chỉ có bốn tay cơ Việt Nam thôi, không có Tướng Quốc Hoàng, không có Nguyễn Anh Tuấn, hai tay cơ Việt Nam nổi tiếng nhất mà chúng ta biết xuất hiện tại giải đấu này thì đó có lẽ là Lưu Đức Thiện, rồi đó là Phạm Phương Nam. Xong mình chán mình lại bán, xong lại nhớ lại mua lại. Không biết là bao giờ sẽ mua lại, hiện giờ thì đang sử dụng một ngọn gỗ thôi. Đây rồi các bạn ơi, Jeffrey Ignacio đã đeo găng để vào sân. Vào bàn thì đúng hơn. Con bi này có lẽ không có đường ăn một đâu, nhưng có, tôi nghĩ là có một cái đường nhấn cái để con bi chủ nấp ra đằng sau 5-9. Còn nếu mà quả này mà đủ phiêu lưu của một tay cơ 28 tuổi thì hoàn toàn có thể đè con 1 và con 4 và ăn vào lỗ góc. Nhưng mà cao đầu gậy như thế này thì vâng, như vậy là vẫn là thủ sau 5-9 nhưng mà bằng một cách khác. Khó chịu ghê. Vẫn chạm được con bi số 1 và phơi. Không thể làm được gì các bạn ạ. Chắc là điều con vừa rồi hơi lỗi lực một tí các bạn ạ. Con bị cái ra khu vực giữa bàn nhiều hơn một tí thì sẽ đẹp hơn. Vâng, con này thấp đầu gậy rồi. Thấp đầu gậy thế này không biết là một cú trích xịt hay là đè sang và ăn 4 cùng lỗ đây. Vâng, như vậy là đè sang ăn 4 cùng lỗ. Ra đến con này thì
Ra đến con này không biết là định đánh một băng ra 5 cùng lỗ hay là... Vâng, cao đầu gậy này đánh một băng ra 5 cùng lỗ rồi. Quá mềm mại. Dễ quá các bạn ạ, bia này nó dễ quá, chả biết nói gì cả. Hơi xa nhưng mà không sao. Để cái đoạn này là cái tinh thần phải nói là cực kỳ thoải mái. Bay lắm rồi. Trình độ thì đã cao, chưa kể là cái đà tâm lý đang cực kỳ là tốt. Mấy con kiểu này mình nghĩ là khó trượt. Ok, và 7-1. Một chiều quá. Chỉ vì cái cú chạy đại gobi số 5 rất thở hơi đến từ Jeffrey Ignacio thôi. Thực sự là chắc là ca này không chữa được rồi các bạn ơi. Ca này tôi nghĩ là trả về thôi. Con pin số 1 nó không chết vào lỗ giữa thì nó chết lỗ góc các bạn ạ. Chịu rồi, thế này thì chắc là phải ngồi thêm ít nữa. Trời, ghế nó ấm hẳn lên. Quá khó dành cho Jeffrey Ignacio. Nào bây giờ anh em cùng đoán xem là con này ghép 3 năm có trượt nổi hay không. Ôi con năm này gần lỗ quá. Ôi, ra con B3 này vẫn chặt mỏng được. Con này vẫn chặt mỏng được nha.
nhưng mà có khi sau đấy lại phải ghép 4-7 đấy các bạn ạ. Vâng, và như vậy là ra được con 4 rồi. Đến đây thì không biết là tôi tuyên bố 8-1 đã được chưa? Không biết là có sớm quá không các bạn ạ. Rồi, một cú đẩy cú lê một băng lên nữa và sẽ là 8-1. Diễn giáp cái trận gặp Cupin Chung này, xong rồi là Jeffrey Ignacio trận này, hứa với các bạn luôn là tôi về nhà tôi bỏ VR, không có chơi bời cái gì hết. Ok, được rồi. Như vậy là quyền đặt bi cho tay Jeffrey Ignacio. Không cần ai ẩn cả, Kupichung tự ngã. Ngã quả này không biết là còn đứng dậy được không các bạn ơi. Bi trên màn là rất thoáng. À, một cú rất thoáng các bạn nhé. Con 7 này không biết là có đường lỗ giữa hay không. Mà kể cả không đi thì cũng không vấn đề gì. Không sao. Con này ủn lên rồi ăn 8 vào lỗ góc bên còn lại. Cũng không phải vấn đề. Thank you.
Vẫn là tám lỗ góc bên đấy nhưng mà theo một cách khác. Một cú đẩy hai băng ra được con chín lỗ giữa. Hai tám rất hay, không biết là anh có thể duy trì được cái à, mà không, cũng không thể nói là duy trì được bởi vì lâu lắm rồi thì chúng ta mới thấy anh vào sân, không thể nói là duy trì được. Để xem là anh có thế nào nhỉ, giữ vững không, chân cứng đá mềm trước một cú pin trùng đang dẫn rất sâu như thế này. Thôi. Chịu chết nhá. Các bạn ạ. Tôi chịu rồi. Bỏ. Vâng, như vậy là sẽ điều con bình số 3 vào lỗ giữa. Lại có thêm một cái khung 69 này. Ồ, như vậy là với má của bi số 3 này thì có lẽ là cục pin trùng sẽ điều bi số 4 vào lỗ giữa. Xem cục pin trùng này đánh dễ bình luận thật các bạn ạ, toàn ra chỉ gậy lên bàn thôi. Ôi, lụt mất tiêu rồi. Không biết là có tiếp tục với bám sát với cái ý đồ 69 hay không. Khả năng cao vẫn có. Vâng, bởi vì đè ra thì vẫn có thể, thay vì ghép thì có thể carom được. Rồi, cả thế này luôn mà. Và con này tay phải mà với quá thì bắn tay trái đi. Ồ, như vậy có lẽ vẫn chọn một tình huống carom. Ồ. 9 hay 92.
Đấy, thậm chí là con bi số 3 nó phải va vào con bi số 2 để đưa con bi số 2 về gần lỗ cơ các bạn ạ. Đây chúng ta phải xem cái hình phá này. Đó, con bi số 2 đang chạy một cái đường vào băng khá khó đấy. Nhưng mà xong rồi con bi số 3 lại hút con bi số 2 xuống. Phải như thế cơ thì mới vô địch. Cú này không biết là đánh sàng C rồi chấp nhận ăn 3 vào lỗ góc xa hay là sẽ một cú cúp 3 băng đây. Cú cúp 3 băng thì tôi nghĩ là hơi méo hình. Cú này tôi nghĩ là đánh sàng C đi. Vâng, vẫn là đánh cúp 3 băng. Quá tuyệt vời. Hay. Úi dồi. Còn đo cả 49 nữa. Thật ra thì cú này ghép 49 thì cũng không ai nói được gì rồi. Bởi vì cái việc mà nhấn con bi số 3 ra con bi ghép 49 thì nó dễ hơn là về là táng một băng ra ăn con bi 4 đường riêng. Quyết định hợp lý mà thôi. Không biết là cái trận đấu này có bao nhiêu con bi 9 đã được copy chung cộng nhỉ. Hai rồi. Cứ nhanh lên nào. Có ringer ringer gì nữa. Đánh nhanh đốt một trận đi rồi còn đi về. Đấy, hình bi phải thật sự là dễ thế này cơ thì mới chịu được. Tuy nhiên thì để xem con bi số 2, con bi số 3 có phải là vấn đề gì đấy không. Bi số 4 vẫn còn riêng đường vào lỗ giữa. Thế như vậy là cái phương án đánh bi số 2 ra bi số 3 như thế nào thì cũng hoàn toàn là ok. Khá nhiều phương án đấy. À, má con bi số 2 mà muốn đánh hai băng ra giữa bàn là khá nặng nha. Đẩy cú lê thì không biết là có bị vướng bi số 5 tai nạn hay không. Rồi, vậy có lẽ là đây một cú cài áp phê nghịch rồi. Cụ thể đây áp phê phải. Không, như vậy vẫn là một cú ép hai băng. Ôi, có ra không? Không ra thì nhảy thôi. Thôi nhảy đi nhanh lên nào. Đấy các em thấy không? Nói phải nghe. Người ta mà nhảy chết con bi số 3 này thì thôi nhá. Không có gì phải bàn cả. Ói.
Ói ói ói. Ồ, con này Dabi số 6 không biết thế nào nhỉ? Có định điều 6 vào lỗ giữa bên tay trái hay không? Thật ra cái đường đánh Dabi số 6 vào lỗ giữa bên tay trái tôi thấy ổn đấy chứ. À, như vậy là quyết định làm một đường cúp như thế này. Con này mà cò tay thì... Vâng, cứ lại phải là như thế cơ. Cứ phải là không cò tay cơ. Giải này có lẽ tôi xin được chúc mừng Cô Pi Chung vì đã giành chức vô địch của giải đấu Chinese Taipei Open 2023. Nào ăn mừng sớm đi nào. Nắm tay lại đấy. Biết ngay mà. Ví Cô Pi Chung như một cuốn sách các bạn ạ. Vâng, và xin chúc mừng anh. Một phong độ quá hủy diệt. Thì chia buồn với Jeffrey Nasio. Mới chỉ chạy đạn con đi ngớ ngẩn thôi mà không bao giờ, gần như là không bao giờ được nhìn lại cái mặt bàn nữa. Một cái giải đấu phải nói là quá thuyết phục dành cho Cô Pi Chung. Làm gì có màn thể hiện nào thuyết phục hơn được như thế này nữa phải không các bạn? Quá hay. Thưa quý vị khán giả thân mến, phần phát sóng trực tiếp của giải đấu Universal Chinese Taipei Open 2023 xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả trong những ngày thi đấu vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những giải đấu sau. Yêu chai từng chả, cho môi trường thêm xanh.